nào đó thôi chứ. Có cái thằng cò vô. Cầu vòng không phải thành đâu. Có sẽ con còn nhà này chưa.
không nhiều thằng không nhường mình cắm thẳng đường. Đây cầu cầu vòng tiếp này. Cái chân nào không? Chân, còn chân. Cái chân vỏ chân nào? Chân đó, cái đó, cái chân ha, đó, nó anh tài xế là đưa cho cái chân anh được. Đỏ hơi lành lạnh. Dạ, đó cái chân ngay chân anh đó, chân ngay chân anh này nè. Dạ đúng không? Anh đỡ xíu ra anh tiến, cái chân cho anh đi anh. Anh đỡ xíu một tí anh cho anh xuống anh lên ghế nào anh. Thank you.
Long anh đi vào đấy rồi anh ra. Phải. Bình Long là ngã tư Bình Long đúng không? Đúng rồi. Rê. Alo. Cái ba Bình Long mình cầu là bên này cầu chút về đúng không? Tôi về đây ạ. Ý là mình ở chỗ nào? Sao? Ờ không, tôi ở trong kia đúng không? Sẵn ngã ba Bình Long nó còn tầm 8 người, 9 giờ kém rồi. Tâm phải chưa đi ra? Anh ở đâu ra? Lâm Đông. Lâm Đông chỗ nào Lâm Đông? Hả? Ờ, hết xe luôn. Đúng rồi, em đi đi nào anh bên Bình Long bên cầu Sông Vệ mà, bên này cầu Sông Vệ mà. À, Bảo Lộc hả? Bảo Lộc. 9 giờ sáng con anh ở đâu chuyện chuyện ở đâu ra? Thì với tôi chứ. Nhà mình ở sao? Tôi nào chúng cái chứ trong xã gì gì đó anh đó. Anh hỏi chính xác người nhà là anh ở đâu? Em phải cầu tốc của anh nha. Anh ở nhà, anh ở đâu? Nói chung là có xe chuyển chuyển đưa đón anh tận nhà đấy. Ờ đi tận nhà nữa. Dạ. Alo. Anh hỏi chính xác là người nhà ở đâu rồi có gì báo là giờ cho. Được rồi. Bình Long không biết gì về Quảng Ngãi hết. Biết. Bình Long là ngoài này hết qua trạm thu phí là tới Bình Long là dốc sỏi đó là Bình Hiệp đi ra đó. Bình Hiệp là tới Bình Long đó. Bình Long ngay cầu chung về đây mà. Bình Long mà Bình Long là Bình Hiệp đi ra. Bình Long là Bình Hiệp đi ra. Bình Long Bình Hiệp đi trên khúc ở ngoài kia. Khúc ngoài kia đó. Không đi rồi. Đấy, đứa có về đưa cô tổng qua nha. Về chỗ em này. Đấy. Tổng có nhỏ đấy anh. Cái này do người thiết kế, do kỹ sư thiết kế. Hai lớp chéo. Chạy tối đa 80. Lòng ngoài kia. Cao tốc thì chạy tối đa 80. Về chỗ đi anh, đừng ngồi đây. Về chỗ đi, có gì anh hỏi người nhà rồi, tí nào báo em ấy chứ. Cái gì, về đâu? Rồi. Ý là về đâu? Ông đi nó đi hết chuyện xe có đứa hỏi tôi hai tâm hai thì ta tâm nào đi ra rồi thì anh cứ hỏi cái nhà là anh ở đâu rồi có gì em báo là cho giờ cho rồi xe chuyển chuyển ở đó chứ đâu em không biết anh ở đâu ra đâu xe thì 9 giờ sáng chạy đó quá đông xe về dưới chạy 9 giờ sáng anh được cái được tôi thường tôi đóng với hai chân đi 1 giờ sáng 2 giờ sáng rồi thì anh cứ hỏi đi rồi có gì báo em nhà đâu có đi đâu không đi Bình Long đâu đúng không? Mời về ghế đi anh. Bình Long Bình Hiệp kia. Bình Long là ra Bình Hiệp nữa. Bình Long là Bình Long là nó nhát chỗ. Chỗ một bên đó mà. Ngay cái xăng đó. Thật tưởng là cái bài hôm nay.
kia Ngọc Duy à? Thế là lại gặp lại Ngọc Duy à? Nghe anh ơi, cầu cao
chạy chán chê. Đâu nó nuôi ơi.
Mấy con nào bảo xuống đàn à? Hồi sáng con nào bảo xuống đàn đàn hay không mà đi xe tạt đồng gì?
đang trên cao tốc mà. Là mặt ngay trước ngoài. Cái dầu chỗ bữa đây anh ơi, chỗ cũ đi. Đó, ok. Ok.
Điệp Linh. Thank you.
điền lên biển. Ừ.